Diễn viên Khoan, khoan, khoan. Ông tính làm gì đó? Ông tính làm gì đó? Đứng im đó, đứng im tôi, đó, đứng im đó, đứng im đó. À, ông tính gì? Ông tính tự tử đúng không? Ông tính tự tử đúng không? Nín đi, đừng nói gì hết nha. Đứng im đó, đứng im đó đi. Nín nó đi, nha, đừng nói gì hết nha. Đứng im đó đi anh. Anh, cho em chụp chung kiểu hình cái đi con. Cái. Cười lên cười nè. Rồi anh, nhảy đi, chết đi anh. Dạ. Ủa mà mày, mày làm cái gì vậy? À, đang phay, đang phay, đang phay. Đang chứng kiến một vụ tự tử. 1000 like để anh ấy siêu thoát nhé. Hi hi hi. Mày điên hả? Anh, có bình luận nè, có bình luận nè. Mấy thằng ngu chọn nó chết đi. Dạ, anh chọn luôn đó anh. Dạ, anh khoan. Trời đất ơi. Đẹp quá anh ơi. Anh. Nói nghe nè. Cái quần anh đẹp quá. Nghĩ là mới hồi. Mà anh nhảy xuống đó thì nó cũng mất bà nè cái quần rồi. À không mấy anh cho em cái quần đi. Thiếu cái quần. Thích rồi, thích rồi, thích. Bỏ luôn. Anh khoan. Cho hỏi một câu nữa thôi. Anh có bạn gái chưa? Có rồi. Anh cho em số điện thoại bạn gái anh đi. Chi vậy? Chứ bây giờ anh chết rồi bạn gái này lo em lo cho bạn gái anh cho. Bạn gái tao, thái, tao lo thái được nè, thái nè. Bạn gái tao tao lo được. Mày ra đi. Anh này. Anh ơi. Anh thấy gì chưa? Anh thấy chưa? Một đàn cá đang tung tăng bơi lội. Mà anh nhìn lại cái thay anh đi. Anh mà nhảy xuống nó làm một cái chùm. Mấy con cá cái nó mất hồn, nó sảy thai hết. Nó sảy thai nó đâu có đẻ được con nữa đâu. Mà lấy đâu cá mẹ tôi nấu canh chua. Cho nên là anh nhảy xong tự tử ở đây là ảnh hưởng trực tiếp tới cái nồi canh chua nhà tôi đó. Đề nghị anh không được nhảy xuống. Bây giờ tao cứ nhảy mày làm gì tao? Tao bực mình mày nãy giờ rồi nha. Mày biết đi không? Biết. Gì? Ông bực mình hả? Tôi cũng không bực mình hả? Đem cái lược luôn nè. Ông muốn cái gì hả? Từ nãy giờ tôi nói trời ơi dơ bà cái lược rồi. À, từ nãy giờ tôi đã nói hết bằng cái tấm lòng của tôi để cho anh hiểu. Mà tại sao anh không hiểu? Hả? À, trên đời này ngoài nhảy xong tự tử ra nè, uống thuốc sâu, uống thuốc chuột, thắt cổ tự tử, tại sao không làm? Mà phải đi nhảy xong. Ông tưởng nhảy xong ông chết dễ dàng hả? À? Không hề, không hề. Nha. Ông nhảy xuống đó đi, ông nhìn tôi nè. Cách đây 2 năm tôi nhảy tại cái chỗ này. Bây giờ ông nhìn đi, ông nhìn tôi đi. Ông thấy tôi điên chưa? Ông thấy điên chưa? Trong khi ông uống thuốc ngủ, mặt ông vẫn ngây thơ hồn nhiên. Mà chắc chắn là sẽ chết. Cho nên rõ ràng là uống thuốc ngủ tự tử chết sướng hơn là nhảy xong. Dạ cho nên là dạ em bán thuốc ngủ anh. Dạ. Dạ anh uống thuốc ngủ về chết sướng hơn anh. Dạ. Dạ 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 dạ. Mua thuốc ngủ về chết anh ơi. Nhưng mà không được. Không được. Dạ sao không được anh? Uống thuốc ngủ chết. Dạ. Nãy giờ tao nghe mày nói tao sợ quá rồi. Không. Bậy bậy. Tao không chết. Bậy rồi, bậy rồi. Anh là phải chết. Bởi vì là em đăng Facebook rồi. Mà anh mà không chết là dân mạng nó ném đá em chết. Là em bán rẻ thôi, em bán rẻ thôi. Nhưng mà... thôi em cho luôn, cho không. Cho không. Không. Thôi em đăng này anh chết cho em nha. Không, tao chết. Anh ơi, anh chết cho em. Anh. Anh. Thành công nữa rồi. Không hiểu vì sao ai ra đây tự tử. Tôi chỉ nói có mấy câu thôi là bỏ ý định. Từ đó trở đi trên thế giới xuất hiện một người có khả năng làm cho bất cứ ai tự tử đều phải bỏ ý định hết. Người đó là ai? It's me. Tiếc quá. Giang ơi, sao Giang không bấm gì? À, Tiểu Trường Giang. Tiểu Trường Giang. It's me. Bảy giờ. Bỏ đi. Cái câu chuyện em rất là nhiều miếng, rất là bày ra rất là nhiều miếng, mà miếng toàn miếng hay không đó. Nhưng mà vấn đề là ở đây nó bị out focus á. Tức là nó bị nhòe nét á. Dạo này đạo diễn điện ảnh nói chuyện toàn là dùng kỹ thuật out nét rồi, out focus rồi. Khủng khiếp thiệt. Thế là câu chuyện dễ thương, tình huống mắc cười. Những cái miếng mảng mắc cười nhưng mà cái điểm rơi ở những miếng mảng nó không có. Bây giờ quan trọng nè, anh muốn biết em là ai, cái kịch bản này ai dàn dựng, em chia sẻ một tí đi nào. Dạ em là Trọng Vĩnh, em đến từ trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn. À. Em đang học diễn viên. Và cái tiểu phẩm này là hoàn toàn là do em tự nghĩ ra. Thế nên là em nhờ bạn diễn. Nói chung là còn nhiều cuộc thi khác hoặc là mùa 2 em sẽ tham gia lại. Nhưng mà nhớ diễn hài là cứ đừng cứ lu, cứ từ từ và nhấn vào những cái trọng tâm thôi. 3 phút đó em chỉ cần 2 lần cười thôi. 2 lần cười duy nhất mà cười mạnh thiệt mạnh là em được 4 huấn luyện viên bấm liền lập tức. Các bạn thi sau cũng vậy, đừng cứ lên cố diễn hài làm gì, đừng lúc nào cũng phải cười, không cần. 3 phút 2 lần cười mà cười mạnh là được. Nhà quan trọng là đừng bỏ cái ước mơ và cái đam mê này.
em có năng khiếu, em phải tiếp tục theo nó nha. Đó là lời khuyên của anh. Cảm ơn em đã đến với cuộc thi. Xin cảm ơn 5 vị giám khảo.